Mấy bà còn nhớ cái vụ em làm bánh bò thốt nốt đặc sản An Giang mà thất bại không? Giờ chắc là nó cũng phải 20 triệu lượt xem rồi đó. Mấy cái mà em bại bại là mấy bà khoái lắm. Mấy bà coi ngày coi đêm hay gì vậy? Hèn chi ta nói bước tới đâu. Mấy bà mà dòm thấy cái mặt em là mấy bà kêu liền. Ê, mấy con cá nhà cưng này bự chưa? Dạo gần đây còn nấu ăn cho cá không mày? Còn không thì em sẽ nghe từ xa cái tiếng xì xầm. Trời, con bé đó đó, con đó đó, nó nấu ăn cho cá không đó bà ơi. Cuối cùng thì em cũng cả kiếm ra được cái thằng thốt nốt chính để mua mà làm lợi rồi. Trời đất ơi, đi tới đâu mấy bà cũng hỏi: ê, trời đất ơi, cưng phải con bé mà làm bánh cho cá ăn không? Nghe muốn cởi cái quần ra đội lên đầu chùm lại đi về liền luôn vậy đó. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy mấy bà? Bữa nay là làm lại nha, mai mốt đổi nhau muốn kêu bằng con bé làm bánh cho cá nữa nghe không? Kiếm được cái chỗ bán thốt nốt chín này là đã đời đó mấy chị ơi, không có dễ đâu. Tại vì đợt hổm á, em mua xong rồi em chỉ mấy bà bay vô, mấy bà mua nhiều quá cả ông đóng cửa hàng luôn. Nay mới thấy ông lú lú lên là em vô em chốt hai trái để lấy lại cho anh chị. Nhớ rõ ràng là đặt có hai trái hả, mà không biết làm sao người ta gửi em tới ba trái. Không lẽ nào em bấm lộn nữa ta? Trái này không những nó thơm mà nó còn ngọt nữa mấy chị. Cái ngọt của nó mà cái ngọt nhẫn. Là cái mùi nó là cái mùi thơm mà thơm ngọt mà mình nếm vô cũng ngọt, nhưng mà mình chắc một hồi là mình nghe nó hơi nhẫn nhẫn nha mấy bà. Làm lại nha, thành công nha. Ba trái thiệt nhưng mà có hai trái là nó chín là mài được thôi, còn một trái là nó chưa chín dữ, cho nên thôi tạm thời em sẽ chỉ lấy hai trái để mà mài làm bánh thôi nha mấy chị. Nhưng mà nói nghe nè, cái đoạn này lượt bỏ giùm đi. Trời đất ơi, bài bản là bỏ lên cái rổ chà là đúng rồi đó, nhưng mà trời ơi, nó dính cái rổ không mà mấy chị ơi, nó không có xuống cái gì hết trơn hết trời. Trời đất ơi, cái gì ta? Tao bỏ vô đây đổ nước vô coi. Đó, rút kinh nghiệm từ em là mai mốt có làm á thì thôi đừng có chà chà chi cho nó vất vả nghe không. Cứ kiếm thao dục vô rồi thêm nước là bóp là nó ra hết trơn à. Bóp giọt một hồi rồi á thì em sẽ lọc lại, chứ nếu không là ba cái vỏ đó nó bung ra đó, ăn rồi dướng cổ chết à. Xong cái em xà luôn nữa kia bọc gạo vô. Rồi mấy bà lấy tay hay là mấy bà lấy cái gì đó, mấy bà khuấy đều lên cho em. Rồi nhớ lọc lại lần nữa nha, chứ nếu không nó quánh cục. Dòm thấy cái nước nó sạch sệt vậy chắc cũng được rồi đó mấy chị ơi. Để em đậy nắp lại rồi em kiếm cái gì em dặn lên, sáng hôm sau mình sẽ đem đi hấp. Nhớ cái bữa trước đậy để em dằn cũng ngon lành dữ lắm mà sáng hôm sau mấy con quỷ yêu này nó cũng bay vô đây cho được. Cái mẹ này mà hư là tại tụi bay không à, chứ không ai giáo hết trơn á. Mở nắp ra thấy cái bột nó phồng lên như vậy thấy cũng hơi yên tâm, mà kéo qua một cái thấy ở dưới sao nó nước không gì nè. Đâu để em khuấy đều coi nó làm sao. Hôm qua em khuấy xong em thấy nó sọt sọt mấy chị, nhưng mà sao sáng nay thấy nó lỏng lét hả mấy bà ơi. Trời đất ơi, sao cái gì vậy ta? Sao có thấy có vẻ em cũng hơi lo lắng chút đỉnh mấy bà. Sao nó lỏng? Mà em nếm thử em thấy cái họng nó chua dữ lắm. Cãi lỡ rồi bây giờ liều mạng vậy em cho đường vô luôn. Chứ giờ sao giờ? Đúng ra là phải cho đường thốt nốt mà nắng quá mấy bà ơi. Thôi kệ đi, nhà có gì em chơi thôi mấy chị nha. Đợt trước mấy bà nói tại cho đường nhiều quá nên nó lỏng, bởi vậy đợt này em e dè dữ lắm. Nó chú lét vậy nè, thêm đường nữa không, thêm xíu nữa thôi chứ để lỏng lét nữa nó cũng hơi rầu rầu rồi. Ra lần này mà thất bại nó chắc nhục thiệt luôn. Lần này thất bại nó là nhục nhục không biết cái quần đầu mà đổi luôn á. Trời ơi, cái gì vậy ta? Chấn chỉnh lại coi nè mấy đứa ơi, chấn chỉnh lại. Cái ủ em để em ủ thì coi sao. Đâu để em ủ bột thêm 2 tiếng nữa coi sao. Biết đâu sau 2 tiếng nó sẽ sạch sạch lại rồi sao. Trong khi mà ủ bột á thì em sẽ đi nạo mớ dừa này nha. Sau khi mà ủ khoảng 2 tiếng rồi á thì em sẽ cho sương sương cái mớ dừa này vô. Không dám cho nhiều sợ mất công có chuyện gì người ta đổ thừa tại mấy cái dừa này. Bài bản là phải lấy lá chuối làm khuôn làm ơ rồi đó mấy bà. Mà thôi em rút kinh nghiệm đợt 1 rồi, em làm vậy đi cho nó lẹ mấy chị ơi. Rồi đâu để em hấp thử 2 chén này coi sao. Cha, lần này chắc chắn thành công rồi. Chắc cũng khoảng nửa tiếng đã trôi qua rồi. Sao càng hấp thì thấy nó càng ướt như vậy. Ủa. Người ta có câu 30 chưa phải là Tết, thấy cũng đúng quá. Thơm lắm á chị, vẫn thơm, vẫn thơm. Ủa là em sai ở đâu mọi người? Em bài bản lắm rồi, cái này không phải content nha, cái này là làm thiệt nha, không phải content làm bánh hư đâu. Tại sao kỳ ta? Nói vậy nè mọi người, nói vậy là bánh bò mẹ. Tức cái mình thiệt chứ. Cái bánh này lạc nhách luôn, vậy phải thêm đường nữa. Mấy bà coi nè, đây, được rồi đó mấy chị ơi,
ôi, nó nứt nè, nó nứt nè, dễ. Chắc là được rồi mấy bà ơi. Ừ, cái này sẽ thành công, cái này thành công rồi, chắc chắn luôn. Ủa sao kỳ vậy, mấy chị cũng cùng một mẻ bột mà mấy bà. Ê, nè. Cuối cùng cũng phải thành công thôi chứ làm sao. Hai cái đầu là xé nháp mấy bà hiểu không? Xé nháp thôi chứ bây giờ mà kia cá không còn nữa. Đây, cái này là thành công phải không mấy chị? Có điều là em cho hơi đường hơi ít, cho nên thành ra là nó không có ngọt gì cho. Miếng bánh của sự thành công. Sao tôi lè như thế? Nói chung là em đã làm được cái bánh này rồi. Cái mùi này thì nó thơm, nhưng mà cái bánh này nó không có ngọt là tại vì em sợ cho đường nhiều quá nó bị lỏng, nó không đặc. Mà dù sao thì em cũng đã thành công rồi mấy chị ơi. Không có được nấu tung này nấu ăn cho cá nữa. Hai cái này là chỉ xé nháp chơi thôi, hiểu không? Cũng đã có được một cái thành công rồi mấy bà thấy chưa? Phải gì chứ, cái bánh này nó ngon mà nó ngon 100 điểm chứ, nó không phải là nó ngon 1-2 điểm đâu, nó là 100 điểm mấy chị. Quần từ hôm qua tới hôm nay, không, quần mấy tháng trời rồi, cuối cùng cũng mang được cái thành quả của sự thành công. Mùi gì của thành công thật là ngon làm sao. Thôi nó nghe, thấy ai bán mua ăn đi nha, đừng có bài vẽ nha. Thử review coi, mày là một trong những cái người may mắn mới được ăn cái bánh thành công Út làm đó cho mày biết. Thôi kính dân à. Sao miêu tả chân thật nha, một từ à? Sao ngon.